Dạ thưa quý vị các bạn, thì chiều hôm nay Vũ Chiến đi qua chú Năm, đi qua chú Năm để mua đồ ăn cho chú Năm nè các bạn, mua cá kho với canh chua. Thì mới vừa qua đây thì thấy chú Năm cũng vừa tới rồi, Lon đang dẫn chú Năm xuống. Ô vậy Năm mới đi chợ về vậy Năm? Chợ về chú ơi. Chợ mua tép, mua tép cho câu hả? Cái này kho luôn chứ câu gì? Nó mua kho câu đó. Chứ đâu có con tép nhỏ giờ nó mắc hơn tép bự nữa. Đúng rồi. Tép nhỏ 100.000 đúng rồi. Câu đâu? Đúng rồi, tép này là mắc nè. Nó mua 10.000 nó kho. Câu câu. Chết trời ơi, con nó câu rồi. Trời bển mò. Trời bển mò. Trời bển mua. Kìa cha qua ghé nhà con chơi kìa. Trời bển mò. Cha ghé nhà con chơi vô làm nước cho. Trời bển mò. Trời ơi, một ngày dám mà một ngày cái gì vậy? Sắt sắt của Cường Lon được chưa? Không có lưỡi con cột đại con tôm vô trong cái nhợ vậy đó, con giật con cá bay lên cái gì vậy? Con sao không làm được mà nó làm nó lên nó đổi á. Anh Dũng ra đỡ chú Năm vô nè. Dịnh dịnh chú Năm vô anh Dũng. Đi đít vô kìa. Trời ơi bả giờ bả giờ. Bả giờ bả nôn câu rồi, bả thấy cha lại bả không thấy luôn. Kìa đồ kìa. Nó mua cho cháu ngoại đó. Cái đó cái gì á? Bánh gì á chú Năm? Kẹo. Trời mua đi cô Năm ơi. Mua rồi. Trời bển mua lớp đầu ăn đi Năm ơi. Ông ăn đi để ông ăn đi. Khi nó dặn rồi đó. Dặn rồi đó. Chú Năm. Dặn mua lớp câu rồi quên luôn. Quên rồi. Câu phải tối ngày. Câu lớn. Vô làm vô. Ba đây. Móc con câu luôn. Vô làm nước cho cha uống kìa con. Vô uống nước ngọt hết cha. Uống cà con. Rồi lấy ghế ngồi tâm sự cho cha đi. Thanh ơi, Thanh cho con gì kìa Thanh ơi. Thanh. Cho con gì kìa. Cho số. Cho số để con đếm chơi vậy đó. Số để con đếm chơi à. Còn nước cho uống không? Đó. Lấy cái bị nghề ra rồi đó. Bỏ vô bóp anh ơi, bị. Cho 5.000 thôi. Cho cha 5.000 coi. Cho lấy tiền nữa. Gì anh Dũng bình trà hay gì? Bà. Trời ơi. Bà ơi cha cho mẹ. Mẹ ở đây không có. Mấy dạ. Ủa còn tiền đâu? Tiền chưa về hả? Chưa. 8 giờ. Rồi nó học đâu rồi con? Mai nó qua nhà thờ. Mai đưa qua nhà thờ rồi chơi. Trời ơi, mặt quần không có khéo phọn tia kìa. Cho nhỏ thở. Cho nhỏ thở thiệt kìa, chưa khéo phọn tia thiệt kìa. Trời ơi, Thanh nó cười. Trời ơi, ông cậu mặt quần không khéo phọn tia mà là để cho nhỏ thở. Ôi Thanh ơi Thanh. Sợ thiệt. Chết mưa tới luôn. Wow. Mưa. Trời nó chạy mang mình luôn. Trời chạy lấy đồ. Mưa tới. Ôi trời ơi, đi cho cái bả kìa. Hồi Vũ Chiến lên cũng lấy cái bịch đồ ăn cho chú Năm để máng xe cho chú luôn đi. Hồi chú về chú dùng cơm.
chứ để đây mưa cái nó ướt. Mưa đầm đầm. Trời ơi, chạy liếu hết trơn. Nhanh vô, nhanh vô. Này con mua cá kho với canh chua cho chú. Chú để xe đi ha, để xe hồi chú đẩy về. Chứ để mưa ướt. Con nhắc cái vụ cái thu nhập con. Hả? Nhắc thu nhập chú. Đang ngon lành mưa tới. Chạy xịt khói chân. Dạ. Lại Dũng ơi. Đây đâu gì? Đây đâu gì? Cái lò. Ồ trời mưa rồi. Trời mưa làm gối đồ hình chân rồi. Dũng đẩy cái lò lại chứ để mưa ướt. Đẩy cái lò lại đi. Củi đồ mình kia mình đẩy lại. Đây tấm tôn đâu rồi? Rồi tấm tôn dám lắp luôn rồi lắm à. Lắp luôn chứ rồi, dọc lên rồi. Luôn. Lấy cây dằn lên. Trời mưa cái làm gối đồ hình chứ. Thanh đi đâu nữa đó? Dạ câu ấy, chuẩn bị đúng chứ. Chuẩn bị cá hộp nheo chân mà nôn rồi. Đứt lửa hết trơn rồi. Ừ, câu hai ba cần luôn. Cái gì nó cục nữa rồi. Gì vậy? Còn lưỡi mà Thanh. Thanh. Cần đó còn lưỡi mà con. Ôi ôi. Con giật hỏi chắc giật chu chiến luôn quá Thanh ơi. Bả mà câu không dính á, cái bắt đầu bả đổ thừa là cái lưỡi, nên bả thay cái lưỡi liền à. Thay lưỡi liền mà cái lưỡi mới tinh luôn anh chị. Đúng rồi, lưỡi mới tinh vậy đó, thay liền. Nè. Để bả cái này vô đi chú ơi. Đổ thừa dữ lắm, đổ thừa lưỡi này không dính. Dạ, con nãy con mới uống nè. Uống nữa có sao đâu. Trời uống nữa mập. Nè nè coi câu nè. Ừ, con nghe đâu con. Con nghe đâu, nghe đâu. Đây nè. Trời ơi, đục quá trời Thanh. Dính không? Đó 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 đó, giật giật cái đó, giật giật cái đó. Ơ con cá bông. Con cá bông. Sảy rồi, sảy rồi. Sảy cá bông luôn rồi ba ơi. Sửa vậy. Trời ơi, nó thấy con cá rồi đó trời. Cô tướng bà ngồi cái nè. Cô tướng bà ngồi cái nè. Tôi nói nãy giờ mấy lần rồi. Trời ơi, cái lưỡi câu nó hư, nó lấy không dính cá bóng được rồi. Bởi vì chú Chiến thấy giật giật cái phao mà. Mà sao ngộ câu dính cá bóng rồi đâu anh chị? Lấy đi đâu, chảy lên đâu nào, câu nó chảy lên. Làm thịt thơm, cái bóng khó ăn đó. Ừ. Đó đục ra Thanh, đục bự đó con. Con có thức ăn cho mà chồng con nó biết trời, con không biết đâu. Đó nó ụt trong đó rồi. Ụt trong đó đó. Chú Năm mấy bữa nay có đi bán số không? Ăn có cầm vé không? Rồi. Nắng quá nắng. Nắng quá nằm rồi, có mấy là trăm rồi, em ơi điểm sớm.
Nè, dăm tờ đủ gì? Đủ hai ông cháu ăn. Hả? Đủ hai ông cháu ăn được. Đủ hai ông cháu ăn hả? Là ông với Tiện hả? Ừ. Còn Thanh bỏ. Thanh đúng rồi, Thanh có chồng nuôi mà. Mưa lớn luôn rồi. Đó. Mưa đùng đùng quay. Tắm mưa luôn. Trời mưa là ăn cá nó không có ăn. Ừ. Ừ, bé Tiền kìa, con mèo nó kêu nó chạy vô kìa. Mưa nó sẽ to ra nó hay lắm. Đó, đâu vô. Dính đâu? Trời mưa là ăn cá nó không có dính. Trời mưa là ăn cá nó không có dính. Ôi ôi. Rồi ngồi nói chuyện với cha đi. Trời mưa là câu gì? Cái gì nữa hả? Cái gì hả? Sụp màn, sụp màn. Ê từ 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 từ. Còn bên nữa gì nè. Đó. Ghê không? Trời mưa sụp màn rồi ghê không? Hát đi kêu Dũng hát. Sụp màn. Sụp màn. Rồi. 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 Đóng lại luôn. Mưa hết thấy đường không? Hả? Thấy đường không? Thấy thấy thấy. Thấy thấy. Bỏ con lỗ này nè. Lỗ đây. Đó, ừ. Ba họ xích vô chồng đi bà để con giật chúng ba trời. Bà ngồi vô trong đi ba để con giật chúng 3 giờ. Mỏ trời luôn. Giật chúng mỏ trời luôn. Đi cha để con giật chúng mỏ trời. Không giật qua rồi, gì nữa chứ. Giật chết rồi. Chết rồi. Hả? Chết rồi. Giật chết rồi. Cho bỏ lên lên mà đây. Gì hết không? Giật chết. Có giật phải không? Đâu ai? Mập mẫu. Thôi vậy chết rồi mày. Chuyện nó chết rồi. Mập mẫu cho. Bọc mũ chứ dịch đâu đây. Mà chợ mới có dịch. Ừ. À, sụp xuống. Mưa thì mình sụp xuống rồi đó. Để nó tạt vô đây. Ừ. Năm nay mưa sớm á ông Nam. Mới qua Tết đây mà giờ này. Mưa rồi. Đó, gì vậy? Rồi. Gỡ ra được cái vật đứt lưới. Rồi đó, ừ. Không dạ thưa với các bạn thì trời mưa tới sẽ ồn nên Vũ Chiến không quay nữa. Thưa với các bạn vừa Vũ Chiến tạm biệt quý vị các bạn ở video tại đây. Bye bye.